Các bạn có biết công việc lương cao nhất ở trong vườn bách thú là làm gì không? Thứ nhất là bắt chế cho sư tử, thứ hai là tắm cho cá mập, và thứ ba là đánh răng cho cá sấu. Thì ngày hôm nay Thắng đã chọn cái công việc đó chính là đánh răng cho cá sấu để có một khoản tiền khổng lồ. Và tất nhiên lương cao, công việc nó sẽ nguy hiểm. Ở đây có bạn nào dám xung phong đi đánh răng giống cá sấu giống như Thắng? Phải là một người cực kỳ dũng cảm và có cái tay nghề cực kỳ là đẳng cấp giống như là Thắng thì mới đi làm cái công việc này. Còn đâu mấy bạn chỉ có đi đánh răng cho mèo được thôi. Và đây là cái con cá sấu mà ngày hôm nay ta sẽ oánh răng cho nó. Rõ ràng là ở chỗ lân cướp kia có cái hình con cá sấu màu xanh lá cây, mà bây giờ mình lại phải đi chăm con cá sấu màu đỏ này. Nhưng mà may là ngày hôm nay nó đói bụng nên là Thắng không phải oánh răng cho nó. Nó còn lo đâu mà oánh răng, bây giờ phải cho nó ăn đây này. Trước mặt kia có mấy cái con chim, Thắng sẽ cho nó ăn thật là lâu. Thôi xong rồi, cho nó ăn thiếu một level thì làm sao mà nó ăn được cái con chim này. Cái con chim này nó tận level 4 cơ mà. Oh my god, oh my god, oh my god. Anh em ơi, không ăn được cái con chim ấy rồi. Thế là tan biến thành mây khói. Như thế này là Thắng bị trừ lương đấy, bởi vì đã làm chết một con cá sấu rồi còn đâu nữa. Ngày đầu tiên đi xin việc mà đã làm chết một con cá sấu của người ta rồi. Cẩn thận, một hạt. Ui, lại bỏ mất cái hạt nữa rồi. Thế này thì lại bị tan biến thành mây khói rồi anh em ơi. Boom. Hay là con cá sấu thứ hai của mình lại bị nghẽo rồi. Tại vì điều khiển cái con cá sấu này nó khó quá. Một hạt nhá, hai hạt, ba hạt, được rồi. Bây giờ con cá sấu của mình đã level 4 rồi, có thể ăn được cái con chim này rồi. Hay quá anh em ơi. Rồi, con chim này trừ mất 5 level của mình, bây giờ mình chỉ còn 3 level thôi, nên là mình không ăn được con chim kia. Eo, con cá sấu level 5 thì là người của nó cũng không dài ra một chút xíu gì cả. Mà Thắng quên chưa nói với các bạn đấy, đó chính là... Wow. Mình đã được mở khóa cái con cá sấu màu xanh lá cây rồi. Con cá sấu màu green. Ok luôn, lấy luôn màu green. Nhưng mà cái con cá sấu Thắng này cho nó ăn càng nhiều thì nó sẽ càng dài ra, chứ không phải là to lên đâu nha. Ui, thấy chưa, thấy chưa? Tại vì là mình làm nghèo cái con cá sấu đỏ kia lên là người ta cho mình nuôi con cá sấu màu xanh này. Yo, level 5, con chim level 2 này. Đầu này còn một con chim mỏ dài. Level 5 nữa. Con gì đây, con gì đây, con gì đây? Con sóc ạ, à? Con sóc này. Bây giờ con cá sấu của mình đã level 21 rồi. Anh em nhìn nó dài chưa, dài chưa? Bò lên đây, trên này là có mấy cái tay thợ săn cá sấu à. Này thợ săn cá sấu này, thợ săn cá sấu cỡ... Ủa, cái gì đây? Bố nó khỏe đấy, bắn phát mình nghẹo luôn. Thế này là phải nuôi cá sấu là dài 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 hơn nữa kìa. Mình có nhiều tiền rồi nên là mình sẽ nâng cấp tốc độ này. Cá sấu không cần nâng cấp tốc độ nhá, bò càng chậm thì ăn được càng nhiều. Rồi, độ dài, dài nữa đi, dài thêm nữa này, nữa này, nữa này, nữa này. Ui anh em ơi, dài chưa? Nhưng mà mình phải để dài chứ, chứ bây giờ làm phát nào nó dài ngoằng luôn là người ta không tăng lương cho mình đâu. Mình phải dần dần kiểu như là để nâng cấp cái con cá sấu này nó cực kỳ là khó ấy, thì người ta mới trả mình lương cao. Thấy chưa các bạn ơi, con cá sấu của mình bây giờ nó dài như này. Cá sấu gì mà nhìn lại giống cái con thằn lằn. Bỏ lên nữa nào, lên nữa nào, lên nữa nào. Mấy cái thằng đệ này á, đớp luôn, đớp luôn. Mấy cái thằng đệ thợ săn này. Nào, bắn mình đi, bắn mình đi, bắn mình nữa đi, thêm một thằng nữa. Wow, tiêu diệt hết sạch cái thằng thợ săn này. Không có cái gì mà phải khó khăn cả, cứ coi vào cái ô X4 này là có nhiều tiền là được rồi. Phần này là mình sẽ nâng cấp thêm nhé. Đấy, mỗi màn là mình sẽ nâng cấp một level. Con chim level 6 này không có tuổi gì cả. Cái răng cưa ghé, tội gì mà mình ngu mình đi vào cái răng cưa kia. Chỉ có cái răng cưa đầu này này, mình đi không kịp là mình sẽ bị ngã luôn. Nhưng mà mình sẽ đi sang bên phải này. Thấy chưa, thấy chưa, một con dê, ăn luôn một con dê. Con cá sấu level 47, có thêm thợ săn nào ăn được mình không? Hòn đảo này là level 40 nhá. Ui, đừng, trời ơi, con cá sấu của mình ngắn rồi. Tại mình cua mất 2 vòng mà vẫn chưa ăn được mấy cái tên thợ săn đấy. X4, X4 đi, cộng luôn 164 tiền. Bọn nó nâng cấp level 40 rồi, mình phải nâng cấp một cái nữa này, cái nữa này. Uầy, hết mất tiền rồi. Bây giờ mới nâng cấp nữa là tận 130 tiền. Nhưng mà mình sẽ nâng cấp thêm tốc độ này. Giờ là con cá sấu của mình nó sẽ đi cực kỳ là nhanh. Chắc là ở trên cái con đường này nó sẽ đi chậm này. Còn đâu là ở sang cái hòn đảo kia thì nó lăn mới nhanh, mấy cái thân săn không bắt được mình. Con cừu level 15 xin luôn, mình không cần ăn mấy cái hạt bong bóng kia nữa.
nhưng mà chắc là vẫn phải ăn đấy. Ăn 4 hạt thì tăng thêm 4 level, mà không ăn thì không tăng lên cái level nào cả. Ở hòn đảo này bây giờ là có 6 tên này. 1 tên, 2 tên, ấy đừng đừng đừng. Ui, điều khiển khó thực sự luôn các bạn ơi. Bắn mình ạ. Ui, bắn mình ạ. Yeah, may quá còn một chút máu nữa mình vẫn ăn được nó. Bây giờ là không được nuôi cái con cá sấu màu xanh là cây lớn, mà đã nuôi sang một con sấu màu vàng rồi. Con sấu màu vàng nó vẫn dài đấy, nâng cấp nó tiếp. Wow, nó đã dài kín màn hình chưa? Sao bên này, bên này, bên này, bên này, bên này cộng 30 level nữa. Đây đi 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 đi. Oh, con cá sấu level 100 dài 100m luôn. Yeah, đúng luôn kìa, dài 100m mấy cái đại ca kia. Đợi đấy, đợi đấy. Lên nào, lên nào. Hai tên này hay quá. Điều khiển bây giờ là dễ hơn nhá. Nào, tên này, tên này. Ui. Mấy cái tên màu xanh kia nó lớn đi kìa. Ủa, con cá sấu màu da cam quá, hình như con cá sấu lava sao ý. Mình thua là mình sẽ được ít tiền kia kìa các bạn ơi. Hai, thế này là phải thắng bọn nó thì mới được nhiều tiền. Đừng đừng đừng, đừng đi qua cái lưỡi cưa kia. Đi qua cái lưỡi cưa kia là kiểu gì là cũng. Ơi, nhưng mà mình lại không ăn được cái con dê kia. Con dê kia tận level mười mấy. Ủa, may mà có cái tấm lưới chắn mình, không là mình đi vào cái hố lava rồi. Bình tĩnh nha, ở trên cái hòn đảo này còn 5 tên này. Đi thẳng đi thẳng. Tên này, tên này, tên màu xanh này, tên màu hồng này. Đeo vương miệng á. Đeo vương miệng này. Yeah, được bao nhiêu tiền đây? Sao mà ít tiền quá vậy trời. 105 tiền. Đủ nâng cấp luôn. Nâng cấp lên con cá sấu level 15. Tốc độ nữa này. Hòn đảo kia đã xuất hiện mấy cái tên thợ săn màu hồng rồi. Con chim này nhất phóng mồm mề. Con chim này nữa, giỏi thì bay đi. Một em đứng ui. Trời, trời ơi các bạn ơi, mình đi vào cái lưỡi cưa, thế là con cá sấu của mình nó đã bị thương rồi. Con này là con gì, level 9 mình không biết được. Nhìn nó giống con lợn nhưng mà thực chất nó có phải là cái con lợn đâu. Nào, mấy cái tên màu hồng kìa. Mình phải ăn mấy cái tên màu hồng trước nha các bạn ơi. Đó, đó, wow, 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 wow. Đông thế kia bắn mình thì mình chạy đường nào đây? Mình không có cái đường nào để chạy cả. Mình chỉ có việc tấn công mà thôi. Phát này còn không cả có tiền mờ để nâng cấp đây. Con lợn nhỏ nhỏ level 9 này. Ui, trời, thắng lại đi với cưa rồi. Thật là đau lòng mà. Ui, gì đấy, đâm vào hình thắng đâm vào cái cột mốc kia, thế nó trừ mất bao nhiêu cái level thắng. Nào, 1 tên, 2 tên, 3 tên. Hú đi, hú đi. Bọn nó mất dạy thực sự luôn, nó cứ hú cái gì. Nào, nào, cắn nó này, cắn nó này. Còn 1 tên duy nhất, 1 tên duy nhất, 1 tên. 1 tên duy nhất, yeah. Xung đã làm xong rồi bắn con sấu. Để anh em ơi, bây giờ mới được con cá sấu màu da cam, con cá sấu orange, con cá sấu lava dung nha. X4 nhưng mà lại được X3 mà thôi. Phát này cái gì, trả đủ tiền mà nâng cấp đấy. Nó đã dài thêm rồi, bây giờ dài quá cả màn hình rồi các bạn không phải nhìn thấy kìa. Nâng cấp tốc độ nữa, thêm cái tốc độ nữa. Tốc độ một cái nữa đi. Dài như thế này chứ, các bạn có thấy đuôi không? Không thấy đuôi, làm sao mà thấy đuôi được nữa. Nó dài quá cái màn hình rồi. Ê, con dê kia level 15. Quay sang ăn cái con dê này. Nhưng mà cái hòn đảo ở kia, bọn thợ săn nó đã level 70 rồi. Thì lần này mình đấu kiểu gì? Ăn hai tên này trước. Ăn nó trước, ăn. Ui đừng ạ, ăn nó trước, được rồi. Đó, đợi, mấy tên màu đỏ này nó gà lắm này. Nào, nào, ui. Còn ba tên nó gần nhau kia tí nữa là mình tới đoạn mình oanh bọn nó rồi. Được, bạn ơi. Ô x3 rồi. Vẫn có thể nâng cấp được lên con cá sấu level 17. Nó lại dài thêm nữa rồi. Anh em ơi, ăn con gì đây? Hình như con cá sấu level 8, ăn nó sao ấy. Con này ăn tiếp này. Ăn thêm hạt này nữa. Ăn con chim level 5 nha. Mình không đủ tốc độ để mình ngoảnh sang ăn con chim kia luôn. Level 9. Con cá sấu này của mình chưa phải là con cá sấu dài nhất rồi. Lúc nãy là tận 100m cơ mà. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Bên này, bên này, bên này. Ngoài xuống bên này. Ến ơi, dưới lại con. Con này, ui các bạn, ui cái gì đây, cái gì đây. Cả ơ, xuống đây. Còn một tên nữa, ui. Đang đâu mình lượn qua luồn lại 3-4 vòng, thế là mình lại bị nó đớp mất. Không là mình cũng sang một cái hòn đảo level 100 gì đấy. 170 tiện, nâng cấp em cá sấu này nữa này. Đây này, màn này mới gọi là màn con cá sấu dài nhất thế giới. Ok luôn, sang bên này cộng 10 này. 90,
chưa phải là con cá sấu 100m rồi. Trời ơi, nó còn chiều mất 5m của mình. Mấy cái thằng nhãi danh này. Cái thằng nhãi danh này còn đúng một cái tên nữa. Thôi, con cá sấu ô axit. Cá sấu gì cũng có luôn kìa. Bây giờ đại ca đang là cái con cá sấu dung nham lava màu vàng này rồi. Nên là đại ca chả sợ ạch. Không phải là con chim kia rồi, mình ngoanh mượn quá. Con rùi rùi level 8 này. Con này nè, ủa khéo nha, đi xuống lava là đây. Đấy, 52 là có ăn được cái bọn trẻ trâu này không? Lên nào. Đông quá. Wow. Oh my god, bọn nó đông thế. Được mở luôn con cá sấu axit này anh em ơi. Mở thì nhận luôn nè. Đấy, nâng cấp dài thêm nữa này. Tốc độ nữa này, ok, đi thôi. Bây giờ nó đã là con cá sấu axit rồi. Ngày hôm nay là mình nuôi rất là nhiều con cá sấu đây. Cộng 10, 34, 44, cái gì đấy, sao ngắn đây. Cái màn với cái cánh cửa này người ta sẽ cho dài hơn cơ mà. Nhưng mà ngắn quá. Là vào đây, một tên này. Nào, đi, ui, bọn nó bắn mạnh quá, mình không thể đi được kìa. Làm sao mà lên cấp level được. Lại đây, con chim này. Con chim này này. Để xem là ván này người ta sẽ tặng mình cho mình cái con cá sấu gì. Chạy đi. Con cá sấu level 37 nó cũng dài ngoằng này rồi. Con cá sấu nhưng mở lại gen con rắn. Đớp nó luôn nè. Còn tên này nữa. Đớp tên này luôn. Nhưng mà mình vẫn còn rất là nhiều máu. Wow. Con cá sấu này hình như là con cá sấu băng ngay sáu ấy anh em ơi. Nhưng mà cái thời lượng video của mình nó hết rồi. Công việc ngày hôm nay của mình chỉ làm tới đây thôi. Tội gì lương bằng đấy thì chỉ làm đến đấy thôi. Làm nhiều thì cũng không được tăng lương đâu. Nên là hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Còn bây giờ là bye bye.